Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mận hồng MT, dạng cây to, cây lõi, cây lớn của bên trung tâm cây giống, đặc biệt là trên cây đang có hoa, sẵn trái trên cây luôn nha. Cây này thì nó đang có hoa nè, hoa rất là nhiều, mận hồng MT thì trọng lượng trái to, chắc thịt và cái năng suất trên cây nó rất là cao. Trái nó sẽ ra quanh năm luôn. Mình trồng cái cây mận hồng MT này từ cái cây giống nhỏ nha. Ly chia sẻ là từ cái cây giống nhỏ mà mình trồng khi nó có hoa được á, là khoảng từ 6 đến 8 tháng thôi là cây nó sẽ bắt đầu có hoa có trái. Khi cái cây mình nó có hoa có trái được là trái xuyên suốt lúc nào trên cây của mình nó cũng có hoa có trái hết luôn. Trái ăn rất là ngon và đặc biệt hơn nữa là giá trị kinh tế về cái cây mận hồng này. Giá thu tại vườn là từ 50 đến 80 ngàn trên 1 kg. Giá đến tới tay người tiêu dùng thậm chí là cao hơn rất là nhiều nha. Nhưng mà một trái của nó rất là nặng. 1 kg thì từ 5 đến 6 trái, thậm chí mình chăm sóc tốt có thể là 3 đến 4 trái là nó sẽ thành 1 kg rồi. Đây là cái cây to, cây cỡ lớn của bên trung tâm cây giống, cây nó đang hoa rất là nhiều ha. Rồi tới cây bên đây là nó đang có trái luôn nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy một chùm trái không? Chùm trái rất là nhiều. Đó, Ly cố tình để một chùm trái nhiều giống như thế này cho quý bà con chúng ta cùng xem cái sự sinh trưởng và sự phát triển nuôi cây nuôi trái của cái cây mận hồng. Nó rất là dễ đậu trái. Ra bấy nhiêu bông là nó sẽ mọc bấy nhiêu trái, không bị rụng sinh lý nha. Ly xin nhắc lại, trồng cây mận hồng là nó không bị rụng sinh lý, chắc dữ lắm nè. Nhằm khi Ly nè quý bà, mình trồng mận á thì mình phải bao lại từ sớm nha. Mình không bao lại sớm á là cái cây của mình nó dễ bị hư lắm, nó hay bị giòi. Đây, mà bên trong ruột này nó rất là chắc, nó chắc là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nó cái hạt nó nhỏ xíu à, ruột không luôn nha bà con. Ở ngoài cái vỏ này nó chắc lắm, tại cái trái này nó còn non ha, nó còn non. Khi mà nó chín nó già tới á là bên trong này nè nó ửng lên cái màu đỏ, ăn nó ngọt nó ngon. Nói chung là ăn vô là nhớ nha bà con, ăn vô là nhớ. À, mà cái trái bên đây, trái này nó to hơn nè, nhưng mà em nghĩ trái này chắc nghĩ bị sâu rồi, tại vì cái cây này á đợt trước Ly bao bao trễ nè, thấy không bà con nè, nó bị sâu nè. Cầm giùm em trái này coi, trái này nó to hơn tí xíu nhưng mà em nghĩ chắc khi nó bị sâu rồi, thiệt nó bị sâu. Thì hai cái trái to hơn tí xíu nữa. Trong vườn của Ly vậy chứ lúc nào trên cây nó cũng đang có trái về cái mận hồng này nha, tại vì Ly có trồng trồng nhiều lắm. Đây, cái đích của cây mận hồng nè là nó sẽ chúm, nó sẽ nhô lên giống như thế này ha. Khi cái trái nó còn sống á là nó sẽ ửng lên cái màu hồng cánh sen giống như thế này đó. Đây mới gọi là chuẩn cây mận hồng MT. Và đặc biệt nhận dạng một cách nữa là mình nhìn cái đọt, khi cái cây nó đi cơ đọt non là cái lá nó sẽ màu xanh giống như thế này nè. Đó, nó sẽ màu xanh đọt chuối, đọt xanh non giống như thế. Cái chùm bên đây thì nó không có bị sâu, cái chùm ngoài đó Ly bao trễ quá. Quý bà con chúng ta lưu ha, trồng mận mình phải bao nha, không bao là nó hay bị sâu ha. Mình có cách ngừa là giống như là mình phun thuốc hoặc là mình chùm nguyên một cái nhà lưới để mình trồng chuyên canh ha bà con. Còn đây là có cây mận ghép hai bo, cũng là mận hồng MT ghép chung với mận xanh đường Sóc Trăng ha. Thì bên trung tâm cây giống cung cấp nè, thứ nhất là dạng cây giống nhỏ là 80 ngàn cho một cây. Còn cái loại thứ hai nữa là cây lõi vừa. Là lỗ vừa thì có tùy theo lô, có lô vài trăm hoặc là có lô 1 triệu đến 1 triệu 2 trên một cây, hoặc là cái cây to cây lớn là 2 triệu rưỡi trên một cây. Nếu anh chị nào chúng ta quan tâm thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc alo theo hai số hotline hiện trên màn hình. Cây giống để mình trồng kinh tế, còn cây lỡ vừa thì mình trồng chậu được. Còn cái cây lớn giống như thế này thì mình trồng những cái khu vườn to to để lên cho nó đẹp đó bà con. Cây này mình trồng xuống khoảng chừng 3 4 tháng nữa là trái rất là nhiều, lá ra sum xuê luôn ha. Và thể loại cây to cây lớn là bên Ly sẽ làm là cây bứng. Giống như mình trồng đất xuống rồi mình bứng lên mình dưỡng lại á, nên cái cây nó chưa có phục hồi nhiều. Mình về mình trồng xuống đất 3 4 tháng nữa là cây lá sum xuê trái rất là nhiều nha. Thì một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và là chúc bình an. Hẹn gặp lại quý bà con chúng ta vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều loại cây giống hơn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.